nên này bni elu yong eh mò từng bịa mông ta càng rọt về cất lại chun cất lại yuan đó lại tôi đã bốc ra này yuan là nhiều hóc hạ bờ đã nhiều rung rằng nắp này tòng thông mỹ bằng eh nó nữa càng tròn bờ Hà Nội yuan đã bình mò như yau năm plus mẹ bố sáng nỗ cưới thư tòng thông chùa bên đền này càng đã bởi hội đồng áp bờ đã bế chính phủ Hà Nội nắp này dân nên tôi này hiếm bạn lại bộ hôm nay bà mi em mơ mà hạ dòng thời tạm ít tùy cơ hạ cưới thư bộ tổng thống Joe Biden em ít bà về cả về nỉ lần trả Việt Nam càng lại nằm buồn sang đội sức ấm nạn này không mơ mà à mình giờ là mà đội bộ này mà không có gì nhưng mà ra lại à nó ra thư cái này những người hiếm bạn giờ là mang lên là bắt đầu hello yang. Hello. Đang muốn chơi muốn quay nhá. Này có quay bộ rúp lấy yang à? Đúng. Mà bác là đồ nữ. Nên hả? Mà ở đây mới hẹp ra yang hả? Tăng an cứ mẹ yang à? Bác hoa mã yang à? Có bộ rúp lấy. Hello. Này là tổng thống Mỹ nhập gặp mét trên đèo và Hà Nội này đã hạ cung làm ản này. Hơn 60 gia đình tù nhân lương tâm Việt Nam vừa gửi thư chung đến tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi ông nêu vấn đề nhân quyền khi gặp giới lãnh đạo tại Hà Nội. Cùng lúc các nhóm tổ chức nhân quyền tại Mỹ hối thúc Nhà Trắng gây áp lực với Việt Nam mạnh mẽ hơn về nhân quyền. Bức thư đề ngày 1 tháng 9 được 61 gia đình đồng ký tên kêu gọi tổng thống Biden thúc đẩy việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Trong đó, chính quyền Hà Nội cần phải chấm dứt trả thù các tù nhân lương tâm trong các trại giam, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm bị vu cáo vô căn cứ, và phải chấm dứt việc dùng tù nhân lương tâm làm hàng mặc cả trong các thương lượng với chính phủ các nước tự do. Tôi hy vọng cùng với việc nâng cao một bậc quan hệ giữa hai nước, tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng sẽ được cải thiện. Cũng hôm 1 tháng 9, đại diện các tổ chức nhân quyền, trong đó có Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, gửi thư chung đến Nhà Trắng, đề nghị Tổng thống Biden đạt điều kiện cải thiện nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam, khi hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á về kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ. Mong rằng là Tổng thống Biden sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, bởi vì tình hình nhân quyền càng ngày càng tồi tệ hơn, đặc biệt trong những thời gian gần đây thì cái số người mà đấu tranh với nhân quyền bị bắt bớ càng tăng, số án tù của họ càng ngày càng gia tăng hơn những cái thời gian. Ok, giờ nó nãy giọng hát lao cho giọng thề này một là gọt nhà giọng nhúc lẩu. Bước kéo tại em mình thì em bạc cái này dần là nhập lý mà và đây nhau hủy mà tổng thống chụp cái lần này tuần này nhập đặt lấy sau thì nhiều này giống kéo tại em mình rất là có rất là tiếp dần cái thao này nuôi là thao là đang tạm tạm đặt chai chai là đang chai và đặt tiếp là hôm nam cũng là xong tàng tiếp và cũng đang chờ là có nên là tôi là tiếp là tôi là ghê là nên là bố mô huyết xem ta cái đó thằng nơi đó thằng thằng điện nào đó con huyết lại hôm nay là rất là mập à rạch nọ là mập rạch là muốn chở ra coi nè ta huyết nhờ lưu bôi đợi nhờ được lưu đợi nhờ đặt lưu bôi đợi nhờ đợi lại nhập bộ nhờ huyết nhập bộ nhờ bố mô xong tàng đó thằng nơi thằng tàng cái đó nên là làm nuôi làm hoa rút là ba tôi là cái tài hiệu quá, còn đang mà vô khi nữa trăm viên cái trong một lần hai trăm này
chăm mặt ăn nữa măng răng ra ở lại rồi nè còn còn lại nữa trăm nhớ là một lần nữa trăm trăm năm năm trăm năm và trăm năm của năm còn có ê trăm huyết co và ê ta thì thâu do theo thâu qua là một của thâu do ê trăm có dễ và còn còn ghi là năm răng ra đấy còn và trăm que năm răng ra đó là một lần vậy nên tôi lấy đây là cái mình nhờ ghi ghi đi nhanh kirni chẳng mất ăn ấy kéo mất ăn ta cứ nhờ mai cứ nhờ trong mỗi năm nuôi cứ nhờ nên hả nhờ nhờ ra đấy còn lại là nam là đấy rồi đến đó bây mất đi bẹp bồi vậy bắt bẹp bồi bình kia cũng mót tôi là ngay đó và cũng mót nữa thôi chứ chẳng là ngay bây giờ chạy gì mà nên chỉ mót tôi là ngay bây giờ nè, cứ chỉ là lúc lúc chỉ buông mồm tôi là ngay đó, bà, mặc đặc của thọ, vậy á, thôi chỉ tăng mồm tôi là ngay, tao bên Việt Nam mà chạy chỉ mà nên chỉ mồm tôi là ngay, phải hả? Nên hiếm có anh em mình đang toa ta nhau hết ngược nhau vậy đó, trong nặng nên đó, ok, nên ta thọ ăn lại nhờ. Mặc ra chim lần dài chè tiếp nhà nhỏ bập lại nhà mừng yêu nó mừng được rồi nhà nào cái lần giờ với mừng gần cái là hải ngoại và đang vào Việt Nam nhờ nhờ chăng mình giờ là non bên hải ngoại chắc mình non cái là hàng mò tơ lê nghe nụ nọ nên hả bùng mò ớt tay qua nên hả bùng mò chăng có mò tơ lê bập lại luôn đó nên hải ngoại với bóng sàn về nhờ nhờ khắc cọt để tổ môn hả? Nhờ quẹ và quẹ tạm nhờ tạm đấy thôi bà đang nhờ quẹ tạm nhờ tạm đấy quẹ nuôi nhờ do nhờ đó lên bằng tạm nhờ trong quẹ hiếm bắt nhờ đuôi mặt tạo đàn trọt lại nhờ pha brai nhờ pha brắc cắt lô chè đó mùng đẹp bà nặng tổ môn hình quá nhờ chẳng bí văn tình ta tùy tí cả nhờ tổ môn hình hả? Lấy ta bột bít giờ bà bụi chẳng mà bà đang ta rô bà đông bà đi ta đang ta ta tùy nhờ chứ cần ta cô xa ra đây còn ta ăn lễ lùng thân mình đồng môn nữa nhập bốn năng áo hụt chả mì đồng môn nữa nên nhất là nhân quen cả là tức là nọ trong thăng là giờ về tận đi nào là mình chưa giờ về tận đi nào rằng rằng lô giờ là doanh ăn huy minh nhờ huy mặc ra nhờ không bằng găng răng nặng đập lại nhờ mặc ra thân mình nữa nè nên những huyết ta ra thọ cái đó là trong cái đó là nhà bạn này nhà bạn đi nên ta giờ là ở đây có ở đây có nào đã nuôi ta lên đó biết mừng ở đây nhờ thọ ăn ở đây bây giờ nên hả ở đây là nuôi ta đau lên tập bữa thọ ăn ở đây ở con rải ở đây con rải giang san con rải hiếm là nuôi ta đuôi thọ nuôi ta bữa thọ giang san con rải lên ở đây con rải bơm nó bò lên bơm mông ít nhờ con rải nên hả lấy con rải nó nuôi hả bây giờ em mình đây ai đây con rải đông xa đây đây coi tàu mua nên lên mà ăn đây ai đây con rải tàu mua có tàu mua ha tàu đang là cái đó mình chưa mì này rồi lấy bọt mình chưa mì rồi lấy bọt ta Việt Nam ta lên tầng nặng là ta là bằng hai nhất là sao Việt Nam tàu mua nên nó bọt mừng cái đó bò mạ nhà đi giờ là bò mạ con san nên hai hết tôi lại sao phải nhau ngậm mà tôi lại rô nặng lại plan này rô công ty này công ty đi mà brận này trẻ rẻ giờ nên bỏ cái thị giờ bỏ bộ trang rồi mà mặc brận ta và đây giờ công ty của y đúng không ạ tổng một nên hả mười này có hai mười chẳng đây là lặn dài giờ tổng một nên bỏ nên việc bình nặng lại là nhau một là đau nhưng là có hai nhé bằng bình khoa giờ là lúc ta ra ngoài đây tổng một nên hả ở đây giờ chừng tăng nạp lại là chúng ta nạp hai nhé bọn nên tổng một nên hả và hai cái nó lại dừng có hai rắc thò chứ dừng là tân này nhà mày mời này dừng răng tự chọn ngạc lệ mời dừng luôn cả răng nên hả mời dừng rút giờ play xếp đồng gom ra mà chẳng có hoạt động một ngày giờ nên hả nên cái hiệp ra cái play của mày vậy do cho dạ cho lan hiếm bại tôi bị căng răng của mày đó mới nên hả một bộ bị chị mà rẻ của nhỏ mà khác của nhỏ sao mà của nhỏ mà bra bị thay chém răng mày tao muốn mình bỏ này ok giờ lại rồi tôi nói là có của mình hơn nào dạ bra này tôi nói
Ok, bên này lưu yong, một là chuẩn với mình nhà mang ngăn ở Canada. Mình nhầm bạc là bắt tôi bố rãi nhà chị là lại. Có bố rãi nhà chị là bố đam bố rãi này. Bố rãi nó bố hả? Bố rãi bài bì hả? Ốt là dân hả? Nè là bố hả? Ok, cứ có bài hẹp nào. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ không né tránh vấn đề nhân quyền khi đến Nhà Trắng. Đề nghị tổng Biden đạt điều kiện cải thiện nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam khi hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á về kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ. Tin và các vi phạm tự do tôn giáo ngày càng gia tăng khác đã tạo nên một sự đảo ngược rõ ràng trong quỹ đạo từng tích cực đó. Báo cáo được Reuters trích dẫn nói rằng chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua của Phó Chủ tịch USCIS Frederick Davy và Ủy viên Eric Yuan đã phát hiện ra rằng trong khi các nhóm tôn giáo có được sự tự do tương đối lớn hơn ở khu vực thành thị, thì những thách thức nghiêm trọng đang lan rộng ở nhiều khu vực nông thôn. Ok, chứ vậy là nó bỏ rụp à? Bỏ hộp màn hình này. Bỏ hình ấy chẳng là rụp nó... nó nà bấm nhẹ comment bù được bằng màn hình của mình tôi nè ấy bù hơi mượt lại nhập hẹp lại hiếm bạ lại phương tiện còn nặng buồn sang ta một lại chẳng mang mà hả tổng thống chụp cái đần này trồn vã này lần chặt tập người ta trong Việt Nam ngày mùng 10 này em mình lần tôi ước tình ấy là hiếm bạ lại tình của mình là tình vậy á lại nó mình ta lại càng nó ta lại nó tình nó tăng tăng rồi chịp đến nào vào Việt Nam, ta chẳng mang giờ ta nhận nhóm mua bò lại nó càng nào bằng lần chào đập người ta, tôi có mình mà ta chẳng mang hết tận lực, với tôi đã nè nó ta bỏ hộp ba biển rồi, tôi đã nè lại nạp nè là tôi bình duyên như là nhất bộ là nó khỏi tam bùn không sao nữa. Nhu chỉ dòm thư bằng tập bộ là thanh thị lệ bờ đà bằng địa phương bờ đà bằng thôn quê càng út rào nạp nè nhưng bạn lên đón ít lăng nặng buồn sang đánh khiên màn ảnh bờ đà bờ khiên thôi đón nó tại đại dân ở cam chỉ ở cả hai dân bét lên rồi nó đi nó thằng lẻ thằng ta giữa tao giữa đó rồi giữa bình dương tây ta hẹp măng măng mi tầm bên này hẹp sẽ nó bắc giang có tạm nặng buồn sang ta chỗ anh lần chặt Việt Nam nằm mượn là hẹp dần ố hội doan ra này doan như mạ ta như eo như lợi người dân Tây Nguyên như làm bia đỡ đạn ta nhổ lá thêm tầng dượt lần thế ta lại cái đường thông qua những thơ thì ô nó tao nó ô cái nào không biết nhỉ ta lại cứ chẳng mặc cả ngày ô trầm 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 bia luôn ta lại ta đang cái nó cái nhật kết tới ô kì ô cái nào thông qua những ta giờ tầng giờ mấy lần tao bộ hồ biết rằng cái này là cái làm sẽ mơ do bình mang nghèo thì mang green để hẹp sẽ mơn như lệ không gan nằm bên nặng buồn sang ta lệ lu không thể nhổ cái này yuan hay này nhau cái lợn đồng loài kéo yuan nhớ lu cứ yuan cứ như bây giờ yuan như như đồng nó pal cái chè ta lại nó là yuan nó yuan lấy yuan nhập pal nó hết chè ta lấy như càng hiện nó càng gắt sát nữa càng gắt nát ta nữa cứ lại yuan một cái lại tiếp yuan lại plei lại plei nhau tôi bảo là đa đa đấy nhé có thằng pio thằng tam bu thằng po thằng răng nhé thằng po lấy lại tiền cho tôi mà thằng thay lại lọt rồi lại lại plei rồi rồi á ni ilu giờ nó là có plei mà ra mượn sạc cái tranh trong bắp nhè nó mang hình cũng bộ hồ nó comment là bộ hồ tôi có đi là có lẽ bộ hồ em bộ gần đấy để mà chú đập hơi đồng đã thảo luận và thống nhất về những nguyên tắc như tiếp tục duy trì truyền thống họp trong bữa ăn sáng và thảo luận công việc của ba bên trước khi khai mạc các hội nghị thượng đỉnh lớn trong khu vực. Thủ tướng Chính khẳng định hợp tác với Lào và Campuchia luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, theo tường thuật trên trang tin tức chính thức của Chính phủ Việt Nam. Ông Sorbon cho biết thêm rằng ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thực hiện 5 điểm hợp tác vì lợi ích của người dân ba nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ và kết nối giữa ba nước trên mọi phương tiện bao gồm ok ấy bố lại có lại này Sky Phạm Minh Chính hãng này lại là nhóm chúc chua tăng tèn tâm hàng Campuchia
như càng hợp tác như lại như khi cái tiền ngày mùng 10 này tổng thống Joe Biden trôn về Hà Nội là lại như càng trôn hợp tác như ba nước đông dương Lào, Campuchia, Việt Nam. Tôi ấy bố thưa mà chú hiếm bạc lại coi cho này là như hợp tác là hiếm bạc nguyên nhân lý do càng nặng buồn sang ta ha bởi đang càng định giả là nhập bộ đối tế. Ở đây